để xem ở trong đây có gì. Còn cài đặt mật khẩu nữa. Cô là người rất yêu thương chồng. Ngày cưới. Đúng rồi. Không phải luôn. Cô là người cũng khá là hoài niệm. Chẳng lẽ ngày tụi mình quen nhau? Không phải luôn. Cuộc đời của cô chỉ có một mình tôi. Ngày tháng năm sinh của tôi. Phải luôn. Ngon. Cái gì ta? Có bồ. Có bồ, đúng rồi. Ngày tháng năm sinh của thằng đó là số mấy? Số mấy, số mấy? Thôi thôi mình ơi, đưa đi em cái điện thoại đi làm mình. Đưa cái gì con coi xuống. Coi xuống. Ngày tháng năm sinh của thằng đó số mấy? Thằng bồ của cô. Thằng bồ nào? Thằng bồ của cô. Cô gài mật khẩu trong cái số điện thoại này nè. Cái gì có bồ? Cái mật khẩu này là ngày sinh của bé Hoài mà. Mật khẩu điện thoại là ngày sinh của bé Hoài. Ờ. Hay lắm. Để tôi mở lên. Ờ đúng rồi nè. Vậy còn mật khẩu Facebook và mật khẩu Zalo là cái gì? Mật khẩu đó là em xài ngày cưới của tụi mình. Cô hay quá ha. Vậy cô cài mật khẩu điện thoại này chi vậy? Thì tại vì mấy đứa học viên nó hay phá điện thoại em lắm. Em cài vậy cho chắc ăn. Mà mắc gì tự nhiên bữa nay mình khó khăn với em vậy? Khó khăn cái gì? Cô có biết á, là dạo này á, người ta ngoại tình á, nó nhiều như con bò rụng lông hay là cái me rụng lá vậy đó. Bây giờ cái chuyện á, open mật khẩu của hai vợ chồng mình á, tôi nghĩ á, là rất là cần ha. Còn cái mật khẩu của email nữa, cô cho tôi luôn đi. Em chỉ xài có đúng một cái mật khẩu đó là ngày cưới của tụi mình thôi. Để tôi kiểm tra lại. Được chưa mình? Được rồi, đưa điện thoại lại cho em, trễ giờ không đi làm rồi. Mình bữa nay phải đặt ghen. Cô hay quá, con gái con đứa chưa nói đã cười vô duyên. Ủa em nói xong mới cười mà. Còn chả treo nữa hả? Chim chiếm. Tự nhiên bữa nay mình kiếm chuyện mình khó khăn với em vậy? Nè, vô công ty á, viết thời gian biểu làm việc của cô về đây cho tôi. 24/24 nha. Còn em đi làm xong em ra em đi dạy thêm rồi xong em về tới nhà viết thời gian biểu chưa cực cho mình. Với lại á, em open mật khẩu với mình rồi thì mình cũng phải open mật khẩu với em đúng không? Điện thoại mình đâu, đưa em. Thấy chưa, ta nói nghiệp quật là liền tay vậy đó. Rồi sao nữa? Gặp ông á là ông khai hết rồi. Ông nghĩ sao tôi đâu có khùng đâu mà tôi khai hết đúng không? Công bằng á chỉ là cách để mà nói cho sướng cái miệng thôi. Nhưng mà bây giờ tóm lại là ông vô trong Facebook của vợ ông coi được cái gì? Thật ra thì tôi biết được bát Facebook nè, Zalo nè. Nhưng mà cái đó chỉ là tôi tung quả mù thôi. Cái chính á là tôi kiểm tra tài khoản mua hàng online. Tại vì biết sao không? Bây giờ người ta chết chít nè, ngoại tình ở trên đó không à. Ôi, làm gì bước vậy đó hả? Ê, nghe. Đừng nói với tôi là ông cũng ăn phở rồi đi liếm lát ở ngoài nên mới có kinh nghiệm nghe. Ê. Sao kỳ quá vậy? Sao vô duyên quá vậy? Hả? Tôi hẹn ông ra đây á là để nói cái vụ đó đó. Chứ không phải ra đây á là để ông cà khịa tôi. Biết chưa? Ê, nhỏ mày nhỉ? Tôi thấy á, vụ gia đình mình Tú á, lúc này nó căng lắm. Hay là vậy nè, bây giờ mình qua á, mình nói chuyện với mẹ ăn Tú đi. Hay quá ha. Ông ngon qua bển nói đi. Cái vợ chồng của người ta kệ người ta đi. Ông qua bển ông nói á, vợ chồng nó căng thẳng á, rồi xong ly dị. Ông là kẻ tội đồ á. Để chơi vậy thôi chứ ai. Vậy, coi đi. Cách phát hiện vợ ngoại tình là sao? Để tôi này chứ. Thật ra tôi kêu ông ra đây á là bàn cái vụ này. Tại vì tôi thấy vợ chồng Tú á càng ngày nó càng căng. Mà cái việc á mình phải cần quản lý con vợ của mình á, nó là điều quan trọng á. Ông thấy gì không? Tôi nghĩ á là mình cần phải có cách để quản lý vợ. Tại vì biết sao không? Lỡ vợ mình á, cái chỗ làm của vợ mình á, nó có một thằng giống vậy rồi sao? Ông suy nghĩ đi. Tôi thấy gì nè? Bà Nguyệt vợ ông, ừ, tính bả lơ mơ bay bay ở trên trời như người cõi trên vậy đó. Nếu mà bị dụ chắc dễ bị dụ lắm á, dễ dụ hơn vợ Tú nhiều nè. Cái này là có duyên quá ha.
Nhưng mà rồi bây giờ nghĩ lại, vợ tôi tính cũng bay, cũng không chừng bị dễ dụ luôn. Sao? Tôi nghĩ cái này hay lắm nè. Sao? Đừng nói ai biết nha. Rồi không nói. Đừng nói ai biết nha. Rồi. Đừng nói ai biết đi, chối đại đi trời ơi. Mình muốn thám tử đi. Muốn thám tử? Bây giờ mình cử, mỗi tuần mình cho thám tử theo dõi bà vợ một lần. Theo dõi trong vòng 3 năm, đúng không? Vậy dị chi là mỗi bà được theo dõi 3 lần, ví dụ vậy đó, hiểu không? Trời, tôi bảo đảm một cái mục rùi cũng không giấu được luôn. 3 năm? Rồi tốn nhiêu tiền? Tiền đâu? Hay ghê á. Vanessa KR, lớp nền hoàn hảo cho làn da của bạn. Làm cái gì nhìn tôi chằm chằm vậy? Mình vô mình đọc tin nhắn của em đúng không? Mình cái gì? Sao mình không trả lời em? Tôi không thích. Mình đọc tin nhắn em rồi thì mình báo cho em một tiếng. Tin nhắn đọc rồi nó đâu có hiện trên điện thoại của em đâu. Phụ huynh đổi lịch học mà em không có đọc được. Bây giờ phụ huynh cho em nghỉ luôn rồi, mình thấy không? Thì nghỉ. Cô ở nhà lo cho con đi. Nè, coi đi. Trời đất ơi, sao điểm con thấp quá vậy mình? Ủa, sao tự nhiên con hỏi tôi? Con hư là tại mẹ. Con nghĩ sao vậy? Cô đi làm, cô dạy cho con người ta ở ngoài. Rồi á, cái lúc mà cô về á, con của cô nó ngủ rồi. Cô bỏ bê con của cô vậy, hỏi sao điểm nó không thấp, hả? Mình ơi, em đi dạy ở ngoài đường là em kiếm tiền mà mình. Rồi mình ở nhà ở không làm gì, thì mình dạy con giùm em đi. Kiến thức tiểu học đâu có khó gì với mình đâu mình. Bây giờ nếu mà kiến thức trung học hay là đại học thì tôi cũng dạy được, chứ không phải là tiểu học không đâu. Nhưng mà cái chuyện này á là chuyện á của đàn bà phụ nữ. Tôi là đàn ông trong cái gia đình này, tôi phải làm những chuyện lớn. Cô hiểu không? Cái chuyện này là chuyện của cô. Cô là phụ nữ, cô phải lo cho con của cô. Chuyện này là chuyện nhỏ với mình. Vậy chuyện lớn là chuyện gì hả mình? Thì tôi ở nhà tôi đi tìm việc. Mình đi tìm việc thì mình tìm được việc chứ. Nè, hôm nay cô gan quá ha. Cô dám nói chuyện với chồng cô kiểu vậy hả? Đây, tôi soạn hết rồi, tôi viết hết rồi. Cô đọc đi. Đọc đi rồi làm theo. Dạo này tôi thấy cô có cái kiểu khi dễ chồng của mình và không lo cho con của mình. Tôi thấy là bây giờ cô đọc đi rồi cô làm theo. Đạo làm vợ. Một, đi về đúng giờ. Đúng. Hai, không hẹn riêng bạn nam. Ba, nghe lời chồng. Tất nhiên. Mình ơi, hình như em thấy em làm cái gì cũng không vừa ý mình hết. Em làm cái gì mình cũng nói lại em được hết á. Đúng rồi, cái gì mình nói ra cũng đúng hết á. Em đi về mẹ em ở cho vừa lòng mình. Đó. Cô hay quá ha. Quýt. Bà hôm nay cãi lời tôi ha. Tôi mới nói có một tiếng à. Rồi hăng về nhà mẹ ở vậy đó hả? Cô bỏ chồng con luôn đi. Biết trước á, tôi không có lấy vợ gần nhà đâu. Hỏi ra chuyện á, là về nhà mẹ ở vậy đó. Không có cô, tôi sẽ không bao giờ chết đói đâu. Ai bấm chuông vậy? À, chắc là quên chìa khóa chứ gì. Đúng rồi, tôi sẽ không mở cửa cho cô đâu. Tôi biết ngay mà. Làm sao mà cô có thể bỏ được tôi? Nè, tôi tha cho cô lần này thôi nha. Nha. Ủa, hai anh tìm ai vậy? Tao nè mày. Ê, 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 ê,
chị ơi hả? Em nói chị nghe nha, chị cho em thêm 2 tháng nữa đi chị. Cái gì? 2 tháng hả? 2 tháng nữa mày bị muốn tao nằm già đây đúng không? Thôi đừng mà chị em nói chị nghe nha, tại vì biết sao không, qua cái mùa dịch này nè, cho nên là em hơi khó khăn á, cho nên là em năn nỉ chị á, chị cho em 2 tháng nữa đi. Mày khó khăn bữa tao cũng khó khăn hả mày? Tao đi đòi tiền mày riết á mà tóc tao bạc, da tao mồi luôn nè mày. Mày khó khăn phải không? Dạ. Mày kêu vợ mày ra đây. Mày trốn nữa hả? Chị ơi, em nói chị nghe nha. Tại vì biết sao không? Vợ em đâu có liên quan tới chuyện này đâu mà kêu vợ em ra làm chi? Cái gì? Vợ chồng mày mà mày nó không liên quan hả? Dạ. Được rồi, mày thất nghiệp đúng không? Con vợ của mày thì đi làm. Mày kêu nó ra đây. Không thôi á, tao làm những chuyện khó coi thì mày đừng có trách tao nha. Chị ơi, em nói chị nghe nha. Tại vì biết sao không? Vợ em cũng mới vừa đi ra ngoài rồi. Có gì á, em sẽ nói chuyện với vợ em xong. Rồi em có tiền á, em sẽ trả cho chị sau nha. Mày lời hứa đầu môi hả mày? Cột nó lại cho tao. Chị ơi, trời ơi, ai da, cái gì vậy? Chị lấy gì? Chị đọc password mày. Password? Em không có password. Password chị. Số điện thoại vợ mày đâu? Dạ. Vợ yêu hả mày? Được rồi. Chị ơi, chị em đang nghĩ chị á. Mày muốn tao không gọi vợ mày đúng không? Dạ. Chị ơi, mày sợ vợ mày đúng không? Hả? Mày sợ vợ mày. Mà tại sao mày không đi làm? Hả? Trời đất ơi, tối ngày ăn xong 8 vợ không à? Sao chị, vậy mày? Chị nói gì vậy chị? Buông ra coi. Buông ra cái gì? Chị nói gì? Ăn bám vợ hả chị? Mày ăn ở không ngồi rồi mà không phải xong bám là sao? Hả? Tao nói cho mày biết nha. Một lần này tao cho mày thương lượng đó nha. Không thôi tao gọi trực tiếp cho con vợ của mày. Mày nghe chưa? Đây. Làm cái gì mà dữ vậy trời?